dàn nam thần Cbiz vạn người mê nay hết thời vì tuột sắc, tiếc nhất là Trung Hán Lương. Cách đây 20 năm, Trung Hán Lương, Lục Nghị là hai trong số rất nhiều chàng tài tử khiến phái nữ phải u mê vì sở hữu ngoại hình điển trai hoàn mỹ. Đáng tiếc, khi bước sang tuổi trung niên, họ chẳng giữ được phong độ ngoại hình, dẫn đến sự nghiệp rơi vào thung lũng. Hãy cùng xem thử họ đã thay đổi thế nào mà khán giả thất vọng nhé! Trần Hạo Dân. Thở thanh xuân, Trần Hạo Dân đã mang đến cho khán giả rất nhiều tác phẩm đình đám như Thiên Long Bát Bộ, Đát Kỷ Trụ Vương. Thở ấy, Trần Hạo Dân được coi là nam thần trong mộng của hàng triệu cô gái vì sở hữu ngoại hình thư sinh, hiền lành. Tuy nhiên khi bước sang ngưỡng tuổi 50, hình tượng của Trần Hạo Dân tụt dốc không phanh. Anh khiến khán giả ngao ngán vì sa đà vào việc trùng tu và chẳng hề ngần ngại công khai đam mê mới này. Lục Nghị. Trong bộ phim mới ra mắt gần đây là Ấm Áp Ngọt Ngào, Lục Nghị đã có màn tái xuất màn ảnh nhỏ cùng hai đàn em Tống Thiến và Trần Nhiên Hi. Dù đất diễn không nhiều, nhưng Lục Nghị vẫn dễ dàng giật spotlight để thành cái tên vấp phải nhiều tranh luận. Ngoài vấn đề về diễn xuất vô cảm thì khuôn mặt lộ nhiều dấu vết tuổi tác, chẳng còn vẻ cuốn hút như ngày xưa của Lục Nghị cũng khiến khán giả chú ý. Nhiều người cũng tỏ ý tiếc nuối cho hình ảnh của anh ở thời điểm quay bộ phim Như Sương Như Mưa Lại Như Gió. Trung Hán Lương. Trung Hán Lương từng là một trong thiên nhai tứ mỹ đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Nhắc đến anh, người ta thường nghĩ ngay đến những bộ phim đình đám một thời như Nghịch Thủy Hàn, Khang Triều Bí Sử, Mai Khôi Giang Hồ. Đặc biệt, nhờ bộ phim Bên Nhau Trọn Đời mà sự nghiệp của anh chạm đỉnh. Tuy nhiên, vài năm gần đây, Trung Hán Lương liên tục khiến khán giả thổn thức vì nhan sắc ngày càng đổi khác. Lại thêm việc cố chấp với thể loại phim thần tượng khi đã có tuổi cũng khiến hình tượng của anh bị ảnh hưởng. Ngôn Thừa Húc. Ngôn Thừa Húc đốn tim nhiều cô gái khi hóa thân thành nam chính đạo minh tự trong Vườn Sao Băng. Thuở ấy, vẻ nam tính pha chút nét ngông nghênh, bất cần đời đã giúp anh vươn lên hàng đỉnh lưu châu Á, là cái tên được nhiều nhà sản xuất săn đón. Đáng tiếc, Ngôn Thừa Húc của hiện tại chẳng còn được chào đón như trước. Việc anh đã U50 vẫn cố chấp đóng phim thần tượng với bạn diễn nữ kém hơn 20 tuổi khiến thiện cảm của khán giả tụt dốc không phanh. Bành Vũ Yến. Bành Vũ Yến từng là nam tài tử khuấy đảo màn ảnh rộng với loạt phim đình đám như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Phong Trung Kỳ Duyên hay Hành Động Sông Mekong. Vẻ điển trai rắn giỏi cùng thân hình săn chắc với múi bụng quyến rũ của anh từng được coi là biểu tượng của sự nam tính. Tuy nhiên, vài năm gần đây, sự nghiệp của Bành Vũ Yến đã có dấu hiệu xuống dốc. Ngoài việc diễn xuất không đột phá thì ngoại hình chẳng còn hấp dẫn như xưa cũng ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Lưu Khải Uy. Cách đây hơn 10 năm, Lưu Khải Uy từng khuấy đảo làng giải trí Hoa ngữ với vai bá đạo soái khí trong Thiên Sơn Mộ Tuyết hay Thiên Kim Nữ Tặc. Vẻ điển trai pha thêm nét lạnh lùng đã giúp nam tài tử trở thành cái tên hot của màn ảnh nhỏ. Đáng tiếc, sau khi ly hôn với Dương Mịch, ngoại hình của Lưu Khải Uy cũng tụt dốc khá nhiều, thường gây xôn xao vì vẻ ngoài cứng đờ vì di chứng của trùng tu. Đó là một trong những lý do mà sự nghiệp của anh lu mờ hẳn. Từng là nam thần của hàng triệu cô gái trẻ, thế nhưng sáu chàng tài tử này lại gây thất vọng vì diện mạo tụt dốc bởi thời gian, kết hợp với diễn xuất không đột phá, sự nghiệp của họ cũng rơi vào bế tắc, dần dần bị khán giả quay lưng, khiến người hâm mộ thấy tiếc nuối vô cùng.